chung là một trong điểm nóng của Bắc Giang rồi đấy. Tiêm nó mới bị cọc vịt này, không phải là tiêm nó bị đâu mà là do nó không ăn uống được đấy, nó không ăn đâu, không ăn uống được thì nó bắt đầu nó sốt cao nữa, cái này nó sốt cao, cái thành thử ra là nó không ăn uống được thì nó không sinh trưởng phát triển đấy, như con khỏe là nó đi hết, nhưng còn con yếu bây giờ nữa, còn con yếu nữa là mà ông nào yếu thì vòng vòng ở đây rồi cứ quanh ở cái cá này, cái cá nó vừa ăn hết nó vẫn mang cám về chăn. Cái cám này mới đổ đi. Giống như là bây giờ thì tôi thì cũng chăn như thế thì có phát được tí nào thì có phát thôi. Thì để bao nhiêu ngày rồi anh? Có được đồng nào thì có được đấy. Của anh đàn này anh bảo bao nhiêu ngày rồi? Đàn này đến bây giờ là hơn 40 ngày. Đấy con thế. Đâu đây là những cái con mà nó còn cọc, quá cọc lại. Ừ. Thế là còn những cái con khỏe là nó đấy ở xa hơn tí. À, đấy, kia. Đấy nhìn cái con khỏe là nó đây này, hơn. Chụp con này này. Dạ. Có con đứng mình chưa? Đấy, chụp ảnh lại. Đây cho có. Đây. Quay là nó lấy cái tổng thể, còn chụp là lấy cái mà vị trí. Tối nào em chở cái hơi thuyền nó quanh đi nhặt. Đấy đi nhặt hết rồi. Đó. Vịt chết hàng loạt đây. Cứ lâu lâu lại chết. Đây cháu. Dạ. Quay lại cái đoạn này. Ấy, con đứng sau rồi. Con đứng gần lại. Thì nó sẽ rõ. Đây con. Đây đây. Đấy, đi không vững. Có. Rồi ok. Điểm này là xuất huyết hết đây thầy. Rồi đây đây, đây xuất huyết rồi. Cái màng này cũng bị xuất huyết nữa. Đây. Đây. Cái này thứ cái này. Đây. Đây nhìn đây. Rồi. Lần này cúm rồi anh. Cúm. Chết rồi. Để quay đi. Dạ có đã. Con này có đi. Không đi nữa. Cổ rút. Có cái này cái phương án này thì anh phải báo địa phương nhá. Cấp được báo. Đấy, báo chính quyền địa phương. Đấy, hôm nay là cái đàn vịt của tôi nó triệu chứng như thế mà nó chết như vậy. Đúng không? Chẩn đoán thì nó là cúm. Báo lên cho quy địa phương. Họ sẽ có cái phương án xử lý. Cái đàn này của anh chứ còn cái đàn này của anh không đi nổi. Không đi nổi.
đấy. Thôi, bao nhiêu thôi. Đấy, lắc cái vảy đầu, quay được cái vảy vảy đầu nó là đẹp nhất. Đấy, 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 đấy. Chúi mò xuống không cất đầu lên được. Đấy, đấy, đấy. Chứ không phải nó mò đâu, không mò được đâu. Đấy, phải đâu đấy. Đấy, 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 đẹp. Quay những thứ. Chúi xuống đấy chứ không phải nó mò đấy. Chúi xuống nó không thở được thì phải bật lên. Đấy, đấy. Đi anh.